Việc công giáo xin kính chào quý cộng đoàn, một phép lạ nhãn tiền xảy ra tại giáo phận Long Xuyên. Xin mời cộng đoàn cùng theo dõi. Ơn lành đức bà cồn trên, người được ơn khỏi cánh tay co rút. Một buổi chiều kia, tôi thấy bà Ba Phàng là giáo dân cồn trên, đang đi trên con đường trước cửa nhà xứ ra phía bờ sông để về nhà. Một cánh tay của bà xem ra không được bình thường, mà lại cong cong ngang trước ngực, còn cánh tay kia thì đông đưa đánh võng tự nhiên. Tôi kêu lại và hỏi, tay con làm sao vậy? Bà trả lời, thưa cha, con bị té ở trên nhà té xuống, rồi con đưa tay chống đỡ thế nào không biết. Một tay bị trật hay gãy không hiểu, chỉ biết là bị sưng dù dù, chà bá cả khuỷu tay. Bà nghẹn ngào kể tiếp, ai chỉ thầy này giỏi, thầy kia hay con cũng tới, con đi tùng lung, nhưng không hết, chỉ bớt. Mà thôi cũng được, các ngón tay còn ngon ngoe, nhúc nhích làm được việc này việc nọ, tay khỏe đỡ cho tay yếu. Nhưng mấy ngày hôm nay, cha ơi, bà rưng rức khóc quẹt nước mắt và nói tiếp, tự nhiên đang không cánh tay đau nhức dữ dội, rồi co rút đưa ra thì đau, đành phải co co, cong cong theo chiều. Chắc là mang tật suốt đời, làm gì cũng không được. Nói tới đây bà òa khóc, khóc mướt. Nước mắt nước mũi tức ta tức tưởi, thú thật tôi cũng muốn khóc luôn. Tôi liên tưởng tình huống tin mừng trước cái chết của Lazaro, hai bà chị của ông là Marta và Maria khóc, kể cho Chúa Giêsu nghe đã làm Chúa thổn thức, muốn rơi lệ. Lập tức tôi bảo bà, thôi, đừng khóc nữa. Đi vô phòng Đức Bà viếng với cha, tôi và bà hai cha con đứng đọc kinh viếng Đức Bà trước bàn thờ Đức Bà hằng cứu giúp, rồi tôi ban phép lành cho bà. Lúc đó là vào khoảng 6 giờ chiều, sáng hôm sau bà Ba Phàng được khỏi hoàn toàn. Cánh tay không còn co rút, không còn đau nhức. Bà nói, thật là một phép lạ nhãn tiền, Chúa và Đức Bà cồn trên đã thương cứu chữa con, mà cũng nhờ cha ban phép lành chứ không thì dễ gì. Nói xong bà như muốn quỳ xuống xá lạy tôi, nhưng tôi không cho, tôi bảo bà, con hãy về với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Bà. Cha chúc cho con và gia đình an vui trong Chúa Ba Ngôi và Mẹ Nhân Loại Maria, cồn trên, ngày 10 tháng 5 năm 2009. Cha sở, ký tên và đóng dấu. Linh mục Tô Ma Nguyễn Văn Mân.